nếu cả đời chỉ lo bố thí cúng dường làm phước mà không lo tu tập, kể cả là bố thí đến các vị sư có giới hạnh, các vị A-la-hán, thì quả nhận được lớn nhất có thể của một người là ở mức nào? Liệu có chứng được sơ thiền hoặc dự lưu chỉ bằng cách đi bố thí làm thiện sự chăng? Thì là có rất nhiều những cái ví dụ về cái việc bố thí. Nếu như mình chỉ bố thí không thôi đó, ngay cả cái việc là bố thí đến các bậc thánh đi chăng nữa, thì trong kiếp hiện tại mình vẫn khó lòng mà chứng thánh được. Trừ trường hợp chúng ta như là Đức Phật nói trong kinh Phật Tự Thuyết, đó là như thế này: đi theo có một pháp mà các ông hãy bỏ đi, và Như Lai sẽ cam đoan cho các ông đạo quả A Na Hàm. Đó là gì? Đó là tham. Hãy bỏ tham đi thì Như Lai sẽ đảm bảo cho các ông á, là đạo quả A Na Hàm. Và lại thêm một bài kinh khác, nó gọi là mình cộng dồn với cái bài này, đó là gì? Nếu như một chúng sanh hiểu rõ về bố thí như là Như Lai hiểu, thì ngay cả miếng ăn cuối cùng người đó cũng không nỡ ăn nếu có chúng sanh cần đến nó, và tâm tham không thể ngự trị trong tâm của người ấy được. Điều đó có nghĩa là gì? Khi mà hai bài kinh này á, mà mình gộp lại với nhau á, thì có nghĩa là nếu như mình bố thí mà hiểu được cái sự bố thí một cách tường tận á, thì mình sẽ dẫn đến cái sự ly tham, và cái gọi là cái khả năng cao tột nhất là Đức Phật Tổ đảm bảo quả vị A Na Hàm ngay trong kiếp hiện tại này. Rồi cái thứ hai là nếu như mà mình chưa có đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại này đó, thì mình cũng nhờ cái chuyện mình bố thí đến Tam Bảo, đến các hàng thánh nhân, thì mình cũng gieo duyên ở đời sau kiếp khác được xuất gia tu tập thuận lợi và chứng mau chóng chứng được đạo quả. Bằng chứng quý vị có thể tìm thấy trong rất nhiều bài kinh, bây giờ sư kể thì kể làm sao hết. Ví dụ như ở trong nhiều nhất là quý vị có thể tìm ở trong Trưởng Lão Tăng Kệ, thì có đề cập rất nhiều những trường hợp ha, là một vị cúng dường đến Đức Thế Tôn, và nhờ cái phước cúng dường đó, đời sau sau khi mạng chung đi về cõi người cõi trời, rồi cho đến kiếp Đức Phật hiện tại xuất gia từ sớm, sau đó chứng đắc đạo quả. Hoặc như trong chú giải pháp cú cũng có những trường hợp cúng dường vị Phật độc giác đó, rồi có cái lòng mong mỏi là chứng đắc được đạo quả, thì nhờ cái đó là cái duyên để cho đến thời kỳ Đức Phật á, dễ dàng được xuất gia, và khi xuất gia cái việc tu tập chứng đắc cũng được dễ dàng. Dạ rồi, thì không biết phần này thì Đức Tự Tường có bổ sung gì hay không? Thưa Đại Đức, xin thưa quý vị, riêng câu hỏi này có những cái đặc điểm chúng ta cần phải lưu tâm như sau. Có nghĩa là vị này nói là thưa các sư, nếu cả đời, có nghĩa là cả đời ở đây là chỉ tính là một kiếp người đi, mình gọi là một kiếp người đi ha, tạm gọi hiểu ở đây là riêng bản tăng sư á, thì sẽ hiểu ở đây là một kiếp người. Nếu mà một kiếp người mà chỉ lo bố thí cúng dường làm phước, chỉ là bố thí cúng dường làm phước, ở đây là bố thí cúng dường làm phước tức có nghĩa là chỉ làm phước vật thôi, phước vật thôi, chứ ở đây không có thấy kể đến phước đức và phước trí. Kể cả là bố thí đến các vị sư có giới hạnh, các vị A La Hán, thì quả nhận được lớn nhất có thể là ở mức nào? Liệu có chứng được sơ thiền hoặc dự lưu chỉ bằng cách bố thí làm thiện sự chăng?
cái gọi mà cái là khi mà quý vị á, dùng từ mà nếu cả đời, mà nếu cả đời nghĩa là trong một kiếp người, thì một kiếp người này cái từ nếu rất là chiều tượng nữa quý vị. Ví dụ mà cũng là một kiếp, quý vị có biết cái những câu chuyện tiền thân hay những cái câu chuyện trong cái giải pháp cứu á, quý vị biết á, là khi mà nói về là có khả năng mà đạt được các cần thiền, hay là nói thẳng lên mình gọi là từng pháp siêu, pháp siêu thế thì gọi là thánh đi cho dễ hiểu, chứ ở đây gọi sơ thiền thì nó cũng gọi là nó cũng bình thường so với thì phải hiểu rõ nha, nó bình thường so với cái quả dự luôn, phải nói rõ nha, chứ không có sư không có chê sơ thiền, nhưng mà là do tại sơ thiền á, nếu mà đạt sơ thiền á, không thì cũng là thiền hiệp thế thôi, đúng không? Ở đây tính mình tính dự luôn đi cho dễ. Thì quý vị biết á, trong thời Đức Phật có những trường hợp á, mà đôi khi cái người cư sĩ đó họ chỉ làm cuối cúng dường thôi, nhưng mà cái thời điểm á, mà họ là cuối cúng dường đó, là cuối cúng dường thờ, là cuối cúng dường đó, may mắn là họ thuộc cái tiếp người gọi là người từ Bali gọi là người Utkha Tý Tăng Nhung, tức là cái người mà chỉ cúng dường xong Đức Phật tán thán một câu kệ là nghe và đắc luôn đó. Và hai người thứ hai á, là khi mà bố thí cúng dường á, được Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Pháp giảng giải rộng hơn tí, không thì cái hai người đó từ Bali gọi là Quý Panh Chí Tăng Nhung à. Thì hai người đó là khi mà cúng dường Đức Phật xong, được Đức Phật giảng giải thí dụ à, đây là bát chánh đạo, đây là khổ và diệt khổ, thì người đó nghe, người đó chứng ngộ luôn. Đó là cái sự kiện, những cái sự kiện xảy ra trong thời Đức Phật. Bởi vậy khi mà cái câu hỏi này á, quý vị dùng từ mà cái nếu cả đời á, thì sư xin nhắc một lần nữa là cả đời này là cả kiếp, cả đời này là một kiếp này nè, một kiếp. Nếu trong một kiếp là trong kiếp nào, chúng ta phải đặt cái trường hợp này nè, trong kiếp nào, nếu mà may mắn chúng ta giống như cái trường hợp mà những cái vị mà đắc trong như cúng dường Đức Phật, đúng cúng dường Phật Toàn Giác, cúng dường Phật Độc Giác, cúng dường Bạc La Hán, mà chúng ta may mắn cúng dường, chỉ cúng dường thôi, cúng dường thôi chúng ta đắc, đúng không? Thì đó là chuyện trường hợp cá biệt, đúng không? Tại vì ở đây mà nếu mà ở đây là một cái câu hỏi mở, tại vì nếu quý sư khẳng định cho quý vị à, nếu mà nói là cả đời bố thí cúng dường thôi, làm nói chung là làm phước Phật á, thì không có giác ngộ được, cái điều đó nó không phù hợp với kinh điển à. Cho nên quý vị phải hiểu rộng ra là cái từ chữ cả đời này nè, là trong một kiếp này nè, trong kiếp người đó, cả kiếp người đó, thì cả kiếp người này đặt trong trường hợp nào, trong trường hợp là của mình hiện tại hay là của mình ở trong thời Đức Phật. Còn nếu quý vị ở đây quý vị hỏi là như vậy thì nó quá rõ, sư có thể trả lời là thưa các sư, nếu trong vòng sinh tử luân hồi này đó, một người chỉ có bố thí cúng dường, nghĩa là chỉ làm xuất vật thôi á, mà không lo tu tập á, không có tu tập giới, không có tu tập phước đức, là không có tập phước trí, hiển nhiên người đó là không thể nào mà giác ngộ được. Quý vị nghe rõ một lần nữa, sư nhấn mạnh nha, nếu quý vị hỏi là thưa các sư, nếu trong vòng sinh tử luân hồi này mà một người chỉ có là phước vật thôi, không làm phước đức và phước trí đó, thì có thể giác ngộ không? Xin thưa là không. Còn cái trường hợp này, câu hỏi là chỉ dùng cái khẳng định và một từ rất là trừu tượng là cả đời hay là gọi là kiếp người, thì cái kiếp người chúng ta này tùy theo chúng ta hiểu, chúng ta đặt cái trường hợp nào. Cho nên là cái câu trả lời này là hỏi là có chứng được dự luôn hay không, hay là chứng được quả thánh hay không, thì có thể và cũng không có thể, đúng không? Còn cái quả mà nhận được nhất á, lớn nhất á, là phước vật á, thì bởi vì phước vật á, thì tùy theo quý vị, tùy theo cái đối tượng mà quý vị cúng dường thôi. Còn cái quả mà lớn như mức nào thì quý sư đâu có thể nói cụ thể như thế nào được, không? Thì quý sư chỉ biết, chỉ đưa cho quý vị, ví dụ quý vị xem trong bài kinh
tử nghiệp phân biệt thì nói là từng cái hạn mà quý vị cúng dường thì sẽ đưa đến cái quả như thế nào, quý vị sẽ rõ. Còn ở đây mà cụ thể cái quả như thế nào, quý sư là quý sư không có trả lời cụ thể được. Dạ, xin kết thúc cái phần mà trả lời đây, biết đại đức có hình tại bổ sung. Thì thứ nhất là hồi nãy sư Tuệ Tường có nói đến những cái hạng tu chứng, thì sư bổ sung ha. Thứ nhất là hạng Út Kha Thi Tành Nhu, tức là cái kiểu mà mình bố thí cúng dường cho Đức Phật xong hoặc là một vị thánh xong mà các vị đó nói chỉ có một cái bài kệ 4 câu thôi, nhưng mà mình vẫn có khả năng chứng thánh. Cái thứ hai đó là cái trường hợp mình bố thí cúng dường và sau đó là được nghe trọn vẹn bài pháp và chứng thánh, thì hạng đó gọi là cái hạng Quý Banh Chí Tành Nhu. Cái hạng thứ ba đó là hạng Nay Vô, tức là sau khi bố thí cúng dường được nghe pháp và sau đó về tuần tự thực hành theo thứ lớp và sau đó cũng chứng đắc đạo quả. Và hạng thứ tư á, hạng Padaparamo, tức là cái hạng mà chỉ nghe rồi vậy thôi, nhớ pháp rồi và nhớ những cái câu kệ đó rồi xong, cũng không có tu tập gì hết nhưng mà được cái nhớ. Đừng, sư nói ở đây là để nhắc quý vị đừng coi thường ngay cả cái hạng Padaparamo. Tại sao như vậy? Tại vì ở có một cái đoạn kinh á, là Đức Thế Tôn, như là để coi cái đoạn gọi là cái phẩm ngàn của chú giải pháp cú thì phải đó. Đức Thế Tôn đi khất thực á, đến nhà của hai ông bà cụ, và hai ông bà cụ á, ra gặp cúng dường Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn từ chối thì họ mới hỏi đó là tại sao phích khú mà không có nhận phích khăn, tức là gọi cái người khất sĩ mà không nhận cái vật khất thực. Thì Đức Thế Tôn chỉ nói một cái câu đơn giản như thế này: cái người khất sĩ là người nhàm chán sanh tử, thì đó mới được gọi là khất sĩ. Ngay lập tức hai ông bà chứng đắc đạo quả A Na Hàm. Ngay lập tức chứng đắc A Na Hàm. Và sau đó Đức Thế Tôn về, chư tăng mới bàn với nhau là tại sao mà một cái câu khó hiểu như vậy, một cái câu thâm sâu như vậy mà hai ông bà cụ cả đời nhà nghèo cũng không có làm một cái gì hết mà lại có thể hiểu được và thậm chí là chứng đắc đạo quả. Và Thế Tôn mới nói là này các tỳ kheo, không có lời pháp của ngài á, không có nên so ít hay so nhiều. Mà ở đây á, cái lý do là như thế nào? Lý do là hai vợ chồng này ở thời Đức Phật quá khứ, khi mà đến chùa bố thí cúng dường đó, nghe giảng kinh, nghe giảng pháp thì không có nhớ gì nhiều, nhưng mà chỉ ấn tượng với một câu là tỳ kheo là một cái vị gọi là biết nhàm chán sanh tử, đại loại như vậy, chỉ nhớ mỗi một câu đó thôi. Và đó là một cái điểm nhấn quan trọng để rồi là nhân là duyên Đức Thế Tôn ở kiếp hiện đại ngài chỉ nhắc lại đúng câu đó, là thế là hai vị chứng thánh. Có nghĩa là sao? Cái hạng Padaparamo tức là khi mà chúng ta đi bố thí nè nha, gặp những cái vị tăng đức hạnh hoặc là gặp vị thánh đi, nghe pháp mình không chứng đắc được gì cả, nhưng mà mình có ấn tượng với một câu pháp nào đó, đừng coi thường nó, bởi vì pháp của Đức Thế Tôn không bao giờ có thể so ít so nhiều. Chỉ cần mình ấn tượng được một cái câu pháp nào đó thì đó hoàn toàn có khả năng là nhân là duyên để mình chứng đắc đạo quả ở đời sau kiếp khác. Cho nên hồi nãy sư Tuệ Tường nói đúng là nếu như một người trong dòng sanh tử luân hồi họ chỉ gieo toàn là phước vật chứ không hề có phước đức hay phước ký thì họ không thể chứng đắc đạo quả. Nhưng quý vị nhớ dùm cái hạng Padaparamo đó là gì? Khi họ bố thí cúng dường, họ được nghe một câu pháp, dù chỉ là một câu thôi, nhưng chỉ cần họ ấn tượng là họ đã có phước ký rồi. Và đây là cái điểm vi diệu của chánh pháp.
À, cho nên là chúng ta không có nên coi thường bất cứ ai. Và